Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm của một có lẽ rằng đây nó là một trong những câu hình vừa nghe nhạc và vừa karaoke. Và phần phối ghép này thì tôi sẽ review và tôi sẽ lần lượt giới thiệu cho quý vị tham khảo và trải nghiệm. Với chất âm trong đoạn nhạc quen thuộc vừa rồi, chúng ta có thể cảm nhận thấy được rằng đây là một cái vũ trường thực thụ sở hữu chất âm, có thể chơi thập cẩm các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và karaoke ít có đối thủ. Tại sao lại như vậy thì chúng ta cùng ngắm nhìn cũng như cùng thưởng thức tiếp theo với hai con siêu trầm của hãng JBL. Đây là model có cấu hình khủng nhất và có lẽ rằng cũng là hay nhất của hãng JBL cho model 4745A đến từ California, Mỹ, với hai bát siêu trầm 40 từ 22 côn 100 và kích thước thùng của nó cực kỳ là đẹp và rất là to và lớn. Phần bên trên thì tôi đang phối ghép với một quả kèn và như vậy chúng ta đã thấy được rằng nguyên một bộ nghe nhạc và karaoke đỉnh cao audio. Quả kèn bên trên thì đang được sở hữu họng của Antech và của RCF. À, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị thấy được rằng RCF nhưng đến từ Italy, được gọi là Italy xịn sò, sẽ khác với những dòng RCF của tàu cựa và chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực. À, để kế tiếp thì có lẽ rằng tôi xin mời quý vị cùng lướt qua một chút nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh với tín hiệu tôi đang mở từ TV xuống. Ai có tai phone thì xin mời quý vị cùng mang tai phone ạ. Chúng ta có thể thưởng thức bất kỳ một thể loại nhạc nào mà quý vị muốn trên cấu hình này. Nó thể hiện rất về hai cái lỗ tai. Quý vị có cảm nhận thấy không ạ? Những cái tiếng gõ lóc cóc leng keng và với trầm của nó đánh mạnh như sấm trên cặp loa, hay còn gọi chính xác hơn thì đây là cặp súp 4745A đến từ California, Mỹ và với uy lực mạnh như là một cái vũ trường trước máy quay. Xin mời quý vị cùng quan sát ở đi cận cảnh cho cấu hình mà tôi đang review trước máy quay và chúng ta sẽ thấy được rằng nó rất là phê. Tại sao lại như vậy? Thì câu trả lời nằm trước máy quay. Trước máy quay quý vị đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của cặp siêu trầm, được gọi là vua của các dòng súp và trầm, với trọng lượng nặng tới một tạ ba cho model JBL4745A đến từ California, Mỹ, mới vào đẹp long lanh. Đây là cặp trầm quý hiếm tại thị trường trong nước. Quý vị không tin thì có thể tự đào bới và tìm kiếm. Không những rằng kiếm được đôi trầm này đã là khó và kiếm được đôi trầm mới và đẹp như thế này lại là một điều cực khó nữa cho cặp trầm JBL4745A. Sở hữu trọng lượng nặng một tạ 3 cho cả đôi, cao cả chân 90, ngang 80 và sâu 53.
công suất cho cặp súp này ở mức trung bình là 2.400W và max ở ngưỡng 4.800. Độ nhạy 131 dB trên trở kháng 4 ohm. Quý vị lưu ý rằng khi trở kháng xuống 4 ohm thì nó mang lại cho tiếng trầm của nó xuống rất là sâu, bánh rất là bay tiếng và rất là phê ở mọi thể loại nhạc và mọi chế độ mở. Như vậy với cặp súp khủng long được đóng bằng thùng gỗ bạch dương, phơi nắng phơi mưa thoải mái, không sợ vấn đề mục nát hay là nở nét, vấn đề thùng ngoan. Không những như vậy, nó còn được thiết kế rất đẹp và sang trọng với màu xám xanh. Đó. Bên hông là logo JBL còn mới và đẹp long lanh. Sở hữu hai quả bát siêu trầm, model lớn hết số với củ loa 2226HPL. Quý vị thấy được rằng hai cái ống hơi cho mỗi một củ loa nó có đường kính lớn tới 20. Đó. Nó to bằng cái loa Bose 301. Đó. Đây là mỗi một cửa ống hơi như là hai cái ống cống và hai quả bát có cấu hình hết số của hãng. Quý vị sẽ thấy được tiếng trầm của nó là mạnh vô địch. Đương nhiên rằng nó phải phê hơn, ví dụ như là quý vị thấy rằng là JBL 4733X hay 725 thì như 4733 thì sở hữu cũng hai củ loa này, nhưng kích thước thùng hoa thì không bao giờ có thể so đo được tiếng trầm với cặp súp này là điều đương nhiên không bàn cãi. Đó, và có lẽ rằng cũng chẳng đẹp bằng, cũng không bàn luận. Đây là những con trầm có thể sở hữu cho nghe nhạc từ phòng khách cho tới các phòng trà hay các quán bar hay các vũ trường chuyên nghiệp, hoặc có thể chơi sự kiện ngoài trời. Với cấu hình tôi đã giới thiệu rất là kỹ. Quý vị thấy phê không ạ? Đó, chúng ta nhìn thấy rằng nó rất là đẹp. Nguyên bộ e căng đằng trước của nó thì khi mà đậy vào cũng rất là đẹp. Nặng tới 130 kg. Công suất là 2.400 là trung bình. Đây nó là một cái vũ trường, không đùa được đâu ạ. Phần bên trên thì để giúp cho con hai cặp siêu trầm này, chúng ta có thể như đoạn clip trước tôi review phần nội thất thì tôi cũng đã giới thiệu rất là kỹ rồi. Quý vị có thể trưng dụng phần bên trên, một là ghép với cặp full. Đó, chúng ta chơi karaoke chuyên nghiệp, và hai là chúng ta có thể ghép với kèn. Ví dụ như là giống như là cặp 4648 thì cấu hình này của nó khủng hơn rất là nhiều. Đó, hai quả bát này thì cái tiếng của nó từ lời trung trầm từ tới tiếng bát nó rất là bay, đánh rất là phê, và phần bên trên thì khi mà được ghép với kèn nữa thì nó là hết thuốc. Như ở trên cặp 4733X thì trang bị hai quả bát 2226HPL tương tự, nhưng thùng của nó nhỏ ngang hơn và cái kích thước là tiếng trầm thì lại còn kém xa. Đây nó là những dòng mà thể hiện ưu việt về tiếng trống. Bởi vậy khi mà phối ghép thêm cái kèn thì có cấu hình tương tự như là 4733X thì, nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng nó là khác biệt. Kèn hay hơn, kèn tôi sẽ giới thiệu tiếp theo, nhưng ưu điểm tôi đang giới thiệu về cặp trầm này thì đương nhiên là không bàn cãi, nó là bỏ xa tới hàng rộng. Phần bên trên thì quý vị vừa được thưởng thức lời hát cũng như là tiếng nhạc cụ gõ của đôi kèn Antech. Đây là hai cái họng Antech màu xanh ngọc rất là đẹp, nổi tiếng của hãng Antech Nan Sinh đến từ Mỹ, khá là đắt đỏ rồi. Mua đôi họng đẹp như thế này thì cũng khá đắt đấy quý vị ạ. Đó, và tôi đang trưng dụng, tôi không dùng của Antech, mặc dù ở đây thì tôi vẫn có của Antech 806, công suất là nhỏ. Đó, quý vị thấy rằng cái tiếng gõ nó cóc neng keng thì nó rất là hay, và tại sao lại như vậy thì chúng ta lại cùng ngắm nhìn tiếp theo. Theo như yêu cầu của một vài anh em thì tôi phối ghép cho anh em cấu hình này. Chúng ta có thể thưởng thức nhạc theo chất âm 2N. Đó, đây là quả họng Antech, nó rất là to này. Chiều ngang của nó tới 50 này. Quý vị nghe cái tiếng cong cong này đã thấy phê chưa ạ? Kèn ngang 4 lỗ, ngang 50 nó cao khoảng chừng 20, trên 20. Sâu khoảng tầm 40 mấy cm. Đó, ở đây thì với đoạn clip này tôi không dùng của Antech đâu ạ. Tại sao lại không dùng của Antech thì điều đơn giản thì nó còn rất là nhiều những dòng cổ đắt đỏ hơn và cũng là phê hơn. Ở đây tôi đang dùng cổ RCF đến từ Italia, hay gọi là Ý. Đây là RCF xịn ạ. Quý vị sẽ thấy rằng nó khác với các cái dòng tàu cựa. Đó, cái cổ này của nó rất là to này. Cái đường kính này là 16 này. Công suất của nó lớn gấp vài ba lần Antech. Đó, khi mà sở hữu cổ này thì chúng ta vừa nghe nhạc và vừa karaoke nó rất là hay. Đây là đôi cổ tôi đang nắp cho quả kèn này. Đó, chân ốc của nó tất cả là vừa khít. Và tôi đang chạy bằng bộ phân tần này. Đó, quý vị thấy cái biến áp và bóng không ạ? Biến áp của nó là khủng khiếp luôn. Tất cả đều là xịn ạ. Phân tần xịn chỉ việc cắm dây sang thôi. Đó, quý vị thấy rằng là tại sao nó lại phê thì có lẽ là câu trả lời quý vị thấy rõ hết không ạ? Rất phê. Khẳng định với anh em rằng để mà so đọ thì ví dụ như là anh em chơi Antech thì không so được rồi. Đó, trầm cái này nó đánh thì quá gấp 2 lần Antech rồi. Anh em chơi 4733 thì lại cũng chẳng so được nữa. Trầm thì bản chất nó đã đánh tốt hơn 4733X thì đương nhiên. Bát tương tự như vậy thì với phân tần cũng như là phần thùng của nó ưu việt hơn rất là nhiều. Đẹp hơn, trầm đánh sâu hơn, bay tiếng hơn.
Và khi mà được trưng dụng củ RCF của Ý, của dòng củ đắt đỏ này thì với cái đôi họng kèn gang này nó được nhân hóa cái tiếng lên gấp nhiều lần nữa thì nó lại bỏ xa 4733 rất nhiều. Đây là ưu việt cũng như là cấu hình mà tôi review cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Đó. Còn rất là nhiều những thiết bị audio cao cấp nữa mà tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm. Quên mất, chúng ta cùng ngắm nhìn phía sau lại một lần nữa. Đó, cái này nó rất là nặng, nó nặng và cả chân này nó vào khoảng 70 kg. Đó. Tôi quay cho quý vị nhìn phần đang kết nối này. Quý vị thấy không ạ? JBL 4755A còn rất là mới ạ. Chữ này, tem trong này còn trắng toát luôn. Jack New Trích này. Quý vị nhìn nhé. Đây là cái jack New Trích này, tôi đang cắm từ đây. Và nó sẽ được kết nối lên phân tần này. Đó, phân tần này của nó cấp cho trầm và cấp cho kèn. Đó, quý vị thấy chưa? Quá phê. Chơi những cái bộ này thì chất âm hay en. Đó. Khò khè và gai góc như Antec. Trầm đánh tốt hơn 4733X. Quý vị nghĩ thế nào ạ? Giải cao thì quá tuyệt. Giải trầm thì đánh như cái vũ trường. Như vậy chúng ta có thể đúc kết được một điều rằng sau khi mà tôi ghép như thế này thì nghe cái gì cũng phê. Xin thưa với quý vị rằng nghe nó phê lắm. Bát nó đánh nực lắm. Nghe tê tái luôn ạ. Xứng đáng từng đồng tiền bát gạo trưng bày phòng khách. Nghe hay karaoke, nghe cái gì cũng hay. Như vậy chúng ta đã thấy rõ được câu trả lời trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Xin mời quý vị cùng khung giờ cũng đã hơi muộn và chúng ta có lẽ rằng không thưởng thức nhạc mạnh nữa. Lại nghe lại cái bản nhạc này. Tôi nghe tôi thấy rất hay quý vị ạ. Hay lắm. Quý vị cứ hãy ngồi lặng yên và nhâm nhi một tách trà. Cũng như chúng ta cùng ngẫm nghĩ về nội tâm của bài hát và cùng nghe tiếng nhạc cụ gõ cũng như lời ca sĩ tê tái. Quá đã.